quá là tuyệt vời luôn. Tầm 10-12 triệu chắc bây giờ khó có chiếc máy nào đánh bại được nó. Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay là video mình sẽ review trên tay chiếc Canon M50 sau 3 năm sử dụng. Thì tất cả những cái video mình xem ở trên mạng nói về chiếc Canon M50 này thì họ đều đang chỉ nói về những tính năng, những cái thông số kỹ thuật, nhưng không có ai review theo kiểu là trải qua cái quá trình và kinh nghiệm sử dụng. Thế nên là trong suốt 3 năm vừa qua, có nhiều cái công việc nó bắt mình phải sử dụng full cái năng lực của chiếc Canon M50 này. Và mình nhận ra có rất là nhiều điều cần phải cải thiện, cũng như là giải pháp và cách lựa chọn chiếc máy này để sử dụng. Và đây là một video như thế. Đầu tiên, chúng ta cứ nói trước đi những cái ưu điểm của chiếc Canon M50 này. Đầu tiên phải nhắc đến luôn, đấy là cái độ tiện lợi và dễ dàng sử dụng của Canon thiết kế cho tất cả dòng máy của mình. Thì Canon M50 là một chiếc máy như thế. Nó có cái màn hình có thể cảm ứng được, cái màn hình cảm ứng và có thể chỉnh được tất cả các thông số ở trên đây nhé các bạn nhé. Đầu tiên là cái màn hình có thể cảm ứng được nhé. Mà cảm ứng được ở đây không phải là chỉ có vài cái thông số rồi là chạm để chọn điểm lấy nét như các bạn thấy này, mà có thể điều chỉnh được tất cả các thông số, kể cả là vào khi ở vào menu các bạn có thể điều chỉnh được tất cả các thông số điều khiển chiếc máy này. Hay là khi mà chúng ta xem lại cái video chẳng hạn, xem lại video chúng ta tua nhanh tua chậm, sử dụng được tất cả mọi thứ, xem được ảnh, có thể zoom ra phóng vào như một chiếc iPhone luôn. Đấy là điều mình rất là thích. Và mình có thử sử dụng chiếc máy này để dạy học viên, thì ngay sau buổi đầu tiên thì bạn ấy đã có thể nắm được kỹ thuật về kiểu khẩu độ, ISO, tốc độ, và bạn có thể dễ dàng quay được một chiếc video cơ bản. Và mình sẽ up cái video đấy ngay sau đây. Đấy, mình có thể chèn một cái đường link ở đây để cho các bạn xem là ngày đầu tiên sử dụng máy ảnh, có thể sử dụng chiếc máy này quay được như thế nào. Nó rất là dễ dàng sử dụng luôn, nhờ vào chiếc màn hình cảm ứng, nhờ vào hệ thống menu của nó. Điều thứ hai mình rất thích, đấy là chiếc màn này của Canon M50. Thứ nhất là nó xoay lật thì các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều góc nhìn. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn ở đằng sau chiếc máy ảnh này để chúng ta điều chỉnh. Không phải lúc nào chúng ta cũng ngày. Mà có đôi khi có rất nhiều trường hợp chúng ta phải đặt chiếc máy lên cao. Thì đây, chúng ta mở ra, chúng ta ngước xuống dưới này như này. Và cái màn hình xoay lật này thì không phải là tối ưu nhất rồi. Cả đến chiếc máy kiểu đời cao, dòng đời cao như Sony bây giờ họ cũng chuyển sang là màn hình xoay lật như thế này. Đây là điểm cộng rất là lớn luôn. Ngoài ra là nó cũng rất là chuẩn màu, và nó có thể dễ dàng nhìn được vào những ngày trời nắng hay là ánh sáng mạnh, có thể dễ dàng quan sát được nhá, và kiểm soát được cái hình ảnh mà mình ghi hình nó sẽ như thế nào. Đấy là về menu và chiếc màn hình này, mình rất thích luôn. Nó còn được gọi là một chiếc máy LSR mini, tại vì hệ thống lấy nét nó rất là nhanh, và nó có thể tracking được theo vật thể cũng như là theo khuôn mặt. Và mình hoàn toàn có thể dễ dàng làm được vài cái shot mà tracking theo mặt, xong rồi mình đi gimbal theo nhân vật. Các bạn có thể xem một số cái b-roll mình sẽ để nho nhỏ ở đây, và bọn mình đã sử dụng chiếc máy này để quay vài cái hội thảo khá là ấn tượng về cái khả năng lấy nét của nó. Và tiếp theo, một điểm mạnh nữa là cái màu sắc của Canon. Nó không có Silox, nhưng mà cái màu standard của nó, cái màu cơ bản của nó, mình thấy là khá là đủ rồi. Nó rất là tươi tắn, rất là trung thực. Nhiều người thì nói là nó nịnh mắt, nhưng mà bản thân mình thì thấy nó đúng màu. Và ai chẳng nhẽ lại có người mà lên hình lại không muốn mình đẹp hơn một chút, thì chiếc máy này làm được da rẻ đẹp hơn. Hệ thống skin color của Canon thì mình rất là yêu thích cái vấn đề đấy. Phần khen của mình tiếp theo, đấy là cái khả năng cân bằng trắng của chiếc máy này. Mình đánh giá rất cao cái khả năng cân bằng trắng của Canon thiết kế. Nó có độ chuyển. Nếu mà các bạn biết là trong cái môi trường, khi mà chúng ta đi ngoài trời chẳng hạn, đi ngoài trời xong rồi vào trong hội trường, nó có màu sắc về ánh sáng là khác nhau rất là nhiều, thì cái độ chuyển của chiếc máy này nó rất là tốt. Thứ hai nữa là khi vào trong môi trường ấy đủ lâu thì nó chuẩn màu hơn ngay khi mà mình so với chiếc Sony A6500 mà bọn mình đang sử dụng. Tiếp theo là chiếc máy này có một chút cảm biến chống rung
chống rung điện tử. Nhưng mà thật sự mình đánh giá cái này nó cao. Đôi khi có những cái trường hợp mà mình bắt buộc phải sử dụng cái tính năng này để mình có thể handheld nó, mình không kịp cái khoảnh khắc là mình handheld nó với những cái ống kính tiêu cự dài, thì ống kính tele tiêu cự xa, thì đây là cái tính năng mà mình thấy là nó bổ trợ cho cái máy này rất là tốt. Nhưng mà nó cũng chỉ mức để các bạn chống cháy thôi, chứ không phải là thay thế được cái gimbal. Có một phần tiếp theo nữa, một cái ưu điểm nữa của chiếc Canon M50 này mà mình muốn review các bạn, đấy là nó có cái hệ thống app hỗ trợ rất là ngon. Đấy, thì mình hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc iPad mini ở đây, và cái phần mềm của mình sử dụng để điều khiển chiếc camera này, đấy là camera Connect của Canon. Thì sử dụng cái app này thì các bạn để được phạm vi rất là xa luôn, nó sử dụng wifi để điều khiển và nó live view về cái iPad này khá là mật mà. Thì hoàn toàn là nếu mình có một iPad, có một chiếc máy này và mình đặt ở xa để mình sử dụng những tiêu cự tele hơn, mình quay chẳng hạn, đấy nó sẽ nhanh hơn. Ngoài ra nó có rất là nhiều cái tùy chọn để cho chúng ta có thể là chụp ảnh xong hay là điều khiển chụp xong, chiếc camera này sẽ tự động gửi cái hình ảnh đấy về cái thiết bị điều khiển cho mình. Tiếp theo nữa, app của nó trên máy tính thì giúp chúng ta hoàn toàn biến được chiếc camera này thành một chiếc webcam trên máy tính, nếu mà cần sử dụng để chúng ta live stream, để chúng ta red backup. Mình vừa trải qua một cái job mà mình sử dụng chiếc camera này để làm webcam, và mình sử dụng chính cái máy tính của mình để thu âm toàn bộ cái âm thanh của cái hội thi đấy. Thì cái hội thi đấy nó kéo dài 6 tiếng liên tục nhá, 6 tiếng liên tục một buổi, tức là một ngày của nó là khoảng 12 tiếng liên tục một ngày. Máy này chạy phà, và mình có được một cái nguồn âm thanh backup rất là tốt, và trong máy tính có được nguồn hình ảnh vừa đủ dùng vào trong máy tính đấy, và file rất là nhẹ. Và mình thật sự là thấy cái số tiền bỏ ra nó đáng từng đồng với những cái job như thế. Thì chi phí bây giờ bỏ ra cho chiếc máy này thì mình thấy là sau mấy năm rồi nó cũng trả lên trả xuống, nó loanh quanh khoảng 10-12 triệu, mà quá là tuyệt vời luôn. Tầm 10-12 triệu chắc bây giờ khó có chiếc máy nào đánh bại được nó. Thế khen nhiều thế thì bây giờ đến phần chê thì mình sẽ sử dụng toàn bộ cái phần liệt kê tính năng của chiếc máy này ra, toàn bộ cái phần thông số kỹ thuật của chiếc máy này ra để mình chê nó. Theo nhà sản xuất thì chiếc máy này có cái mức độ nhạy ISO của nó và mở rộng là từ 100 cho đến 51.200, rất là lớn đúng không, 51.200. thế nhưng cái quá trình sử dụng của mình ấy thì mình chỉ thấy nó an toàn ở cái mức ở dưới 800 ISO. Khi mà đặt cái ISO nó lên ở mức 1.600 hay là 3.200 thì cái hiện tượng là noi nhiễu của nó khá là rõ ràng rồi, và mình rất ghét những cái điều này. Nó có thể bắt mình khi mà về hậu kỳ thì phải mất công hơn một chút, và cái cảm giác đấy của mình không có thích. Và nếu mà như thế để sử dụng cho sự kiện thì nó cũng đôi khi cũng là không hợp, tại vì sự kiện thì có rất nhiều sự kiện nó chạy trời tối, thế nên là mọi người thường xuyên nhá phải đẩy ISO lên đến 3.200, 4.000, 6.400 cái ESR của mình sử dụng chính cho các sự kiện, hay như là cái chiếc máy Sony A6500 của mình, đẩy thoải mái ISO lên 6.000, 6.400 rất là ok luôn. Đầu tiên ISO yếu, thứ hai là cái tốc độ màn chập, nếu mà các bạn sử dụng nó để chụp thể thao không có hợp, để chụp sự kiện tốc độ cao không có hợp mấy. Mặc dù nhà sản xuất công bố cái tốc độ màn chập của nó ở đây này là từ 1.400 cho đến 30 giây, tức là phơi được lâu, nhưng mà cái tốc độ chụp liên tục của nó là khoảng 7 frame hình cho đến 10 frame hình. Nhưng mà bản thân mình thấy cái tốc độ đấy thì nó cũng không đủ nhanh lắm khi mà mình sử dụng để chụp các sự kiện có tính chất là tốc độ cao. Vì cái chiếc máy này nó vẫn là micro LED, nó không phải là một chiếc máy micro LED nhanh và mạnh về cái phần chụp tốc độ cao như thế. Khi mà chụp xong nó có cái độ trễ một chút, mình cảm nhận được, và mình đã đem nó đi chụp đường phố và mình cảm nhận được cái độ trễ đấy nó làm mình hơi bị mít khoảnh khắc, thế nên mình không sử dụng nó cho các việc là chụp tốc độ cao. Điểm chê tiếp theo đấy là chiếc máy này sử dụng, tại vì nó rất là nhỏ gọn, không phải bao biện đâu, nhưng mà nó thực sự nó thiết kế rất là nhỏ gọn, có thể đút được túi quần luôn nếu mà các bạn sử dụng một chiếc quần to. Vì nó nhỏ gọn thế nên pin nó yếu, nếu mà sử dụng ngoài trời
thì đôi khi pin nó có thể chỉ trụ được 10-15 phút cho một lần red video. Nếu mà sử dụng ngoài trời nó có thể trụ pin zin nhé. Và bọn mình đã sử dụng red trực tiếp ở ngoài trời thì nó có thể trụ được mức 10-15 phút. Còn ở trong nhà thì nó có thể chịu được lên đến tầm 15 cho đến một cái video dài nhất bọn mình từng quay ở trên chiếc máy này với pin zin ở trong nhà để mình test thì là nó lên được ở mức 24 phút. Đấy là gần được một nửa tiếng. Đấy là pin zin. Thì mình cũng tại vì cái quá trình mình sử dụng lâu rồi nên mình nghĩ là cái pin zin đấy của mình nó cũng bị sụt cái mức tiêu hao đi rồi. Nhưng mà như thế cũng là hơi ít so với bản thân mình. Còn nếu mà các pin for các pin hãng khác mà sử dụng thì nó ý ạ dã man luôn các bạn ạ. Chỉ sử dụng là backup để nó gọi là có máy ở đấy ở red vài cái shot ngắn thôi thì chịu được. Chứ còn pin for hãng khác thì cái tỷ lệ của nó còn không được một nửa của pin zin. Vậy cái điểm yếu này nó sinh ra một cái là bọn mình đã phải sử dụng cái pin giả. Pin giả ở đây, đây như các bạn thấy này, pin giả và sử dụng cái cổng nguồn là cổng USB rất là đơn giản mà mọi người có thể hoàn toàn có thể cắm sang các thể loại như là sạc dự phòng nếu mà không có nguồn điện trực tiếp như ở tại studio của mình. Thì nếu mà đi làm ngoài thì mình có thể sử dụng sạc dự phòng, mình treo ở đây và mình gắn pin giả cũng như là gắn cái đế vào. Cái pin giả này nó giúp cho máy hoạt động ầm ầm luôn liên tục. Mỗi một shot hình của chiếc máy này có thể ghi được tối đa là 29 phút. Thì mình cứ căn giờ khoảng 25 cho đến 29 phút thì mình sẽ ra, mình ấn red tắt bật. Và cái pin này các bạn chỉ cần trang bị một cục 10.000 mAh thôi thì các bạn sử dụng xả xã luôn, tuyệt vời luôn. Có một cái điểm hơi yếu nhỏ nhỏ ở đây các bạn có thể thấy. Đây mình đang bật máy thì cái dây cấp nguồn cho cái pin giả này thì đây nó lại rách lờ và nó sẽ rất là dễ tuột ra trong quá trình sử dụng. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà các bạn sử dụng ở chương trình sự kiện thì các bạn nên cố định chiếc máy này an toàn một chút và thít hoàn toàn những chiếc dây này vào để tránh sao cho sự va chạm, tránh nó bị làm tuột mất nguồn thì sẽ rất là nguy hiểm. Đấy là về phần pin. Điểm mình chê tiếp theo của chiếc máy này đấy chính là được trang bị khá đầy đủ là về mic, nhưng mình không thích một chút nào cái lỗ mic. Tại vì sao? Tại vì khi gắn cái lỗ mic này nó ở đây, gắn vào đây nó lại vướng trên cái mép G này một khoảng. Thứ hai nữa là khi mà gắn ở phía góc bên này thì nó bị vướng so với lại cái màn xoay lật của mình. Và các bạn phải biết là cái tư thế khi mà đứng quay phim ấy thì nó sẽ thường xuyên là mình sẽ ngửa màn lên một chút khoảng 45 độ. Tức là khi đó cái màn của mình ấy nó sẽ phải hơi nghiêng nghiêng như này này thì nó chuẩn. Và khi nó màn nó nghiêng nghiêng này thì nó sẽ chạm vào cái lỗ mic rồi. Nếu các bạn gài khéo cái lỗ mic như mình thì lỗ mic nó lại che của các bạn mất một khoảng nhìn ở trên máy và mình không thích cái điều này một chút nào. Các bạn có thể thấy không? Điều tiếp theo cũng là về phần âm thanh của chiếc máy này. Đấy là chiếc máy trang bị mic đầu vào, ok, jack 3.5, quá tuyệt vời, quá thông dụng. Nhưng mình không có cách nào để mình check được cái âm thanh đầu ra cả. Có một giải pháp mà mình sử dụng cho chiếc máy crop Sony. Đấy là mình sử dụng một chiếc màn mo, nó có cổng tai nghe. Thế nhưng đây cũng chính là điểm trừ mình muốn nhắc đến trong video này. Tại vì chiếc máy này được trang bị một cái chân micro HDMI. Thế nhưng tín hiệu xuất ra của cái micro HDMI này nó lại không có âm thanh. Mình đã thử gắn lên màn mo, rất nhiều loại màn mo của mình có, đó là chiếc Fewer, chiếc Lilliput, rồi là kể cả mình gắn cả lên cái màn đeo, tất cả cái màn đấy đều có cổng âm thanh. Thế nhưng chiếc máy này không xuất ra âm thanh để cho mình check được. Thế nên là nhiều khi vào chương trình sự kiện thì mình không thể dùng chiếc máy này để mình có thể check được cái âm thanh trước khi mà mình red. Rồi tiếp theo là về phần ngàm của chiếc máy. Như vừa rồi các bạn có thể xem là chiếc máy này nó sử dụng cái ngàm là EFM. Đây nó có một cái lợi là có rất là nhiều cái ngàm rẻ để cho các bạn chuyển sang các bạn dùng được những cái ống kính sử dụng ngàm EF, tận dụng được cái kho ngàm EF quá là sung sướng luôn. Và tốc độ lấy nét thì vẫn như thế. Thế nhưng khi mình sử dụng một chiếc ngàm rẻ như Vinchok, tốc độ lấy nét nó rất nhanh, vẫn nhanh
nhanh luôn, rất là rẻ, dưới 1 triệu có mấy trăm nghìn. Nhưng mà khi mà mình quay ngược sáng thì nó xảy ra cái hiện tượng là hunting và flare những cái ô vuông trực tiếp vào ảnh. Và cái flare này nó là hình ô vuông, thế nên nó rất là xấu. Nếu mà mình sử dụng các lens có cái các lens mà có cái độ mở khẩu lớn như kiểu f50, f85, f35 thì cái flare nó to dã man luôn, nó rất xấu và mình không thích. Thì đấy là một điểm trừ mình đánh giá, tại vì mình dùng ngàm rẻ và mình chưa được sử dụng ngàm hãng, hay là có một cái ngàm hãng mà các bạn review nó khá là ngon, thế nhưng mà rất tiếc là nó hơi đắt, thế nên là mình không sử dụng. Tiếp theo nữa cũng là cái về phần cái ngàm này, thì các bạn có thể thấy ở đây rất là rõ là mình sử dụng chiếc máy này thì mình sẽ phải thường xuyên gắn lên những chiếc len EF, mà EF thì nó là cái dạng len to dành cho máy DSLR, thì nó là len to, thế nên là cái vòng xoay của nó nhiều khi nó to hơn cái phần đế. Đây lại là một cái điểm trừ nữa mà mình nghĩ là do phần ngàm. Và cái thiết kế tối ưu của máy là để du lịch, thế nên là khi mình gắn lên, có thể gắn lên báng này, là các bạn đã thấy là mình đã phải chế thêm một cái đế nữa để mình đẩy cao cái máy lên, tránh cho tình trạng là cái len này nó bị chạm vào cái đế chân máy này. Đấy là do cái ngàm nó thiết kế quá là gần so với cái đế dưới, và cái báng dưới nó không được dày. Có thể giải pháp ở đây là các bạn sẽ sử dụng một cái rig cho cái máy M50 này, thì nhìn máy nó sẽ to hơn, hầm hố hơn một chút nữa, và nó sẽ cách được lên một khoảng để các bạn có thể gắn được nhiều len vào hơn mà nó không bị chạm cái vòng len vào xuống phần đế. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang sử dụng cái phương pháp này thì tốn đâu đó có khoảng 100.000 cho cái đế quick release nhanh này thôi, và nó đã cao lên một khoảng. Có một điểm trừ cuối cùng và duy nhất, sau khi 3 năm sử dụng chiếc máy này rất là nhiều, thì bây giờ các bạn sẽ chờ một chút, mình sẽ mở ra và có thể là Vinh sẽ quay gần hơn để cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy mình đang trang bị cho nó một cái bao, gọi là bao bằng cao su nha, tránh cho các bạn hiểu nhầm. Đây là cái quick release và nó sẽ cao hơn một khoảng, giúp cho máy nó cao hơn một khoảng, nó đỡ bị chạm cái len này vào cái đế. Thì tháo nó cũng đơn giản thôi. Cái cuối cùng mà mình muốn chê đấy là cái chất lượng về hoàn thiện da vỏ ở bên ngoài của chiếc máy này. Mình thật sự mình không biết là do cái cách sử dụng của mình hay là do cái build của nó nữa, nhưng mà nó đã bị tình trạng này và mình phải review cho mọi người xem. Về cái ngàm này nữa, ngàm này thì nó rất là thiếu chắc chắn, ốc hay bị tung ra nữa, cảm giác nó cũng là kim loại mà không được chắc chắn. Rồi về cái vỏ đấy, đây mình đã trang bị cho nó một cái bao và mình phải cắt cái bao này đi theo một số chi tiết, ngay cả ở đế cắt theo một số cái chi tiết, tại vì cái bao này nó kín quá, nó che hết những cái lỗ mà mình có thể thít được vào, hay là nó vướng vào cái vòng xoay của màn hình. Đấy, thế nên là mình đã cắt đi nó theo cái bán kính xoay của màn hình. Đấy, theo cái bán kính xoay của màn hình, nó đỡ bị chạm vào đấy. Đây chính là điều mà mình bắt buộc phải sử dụng cái bao cao su kia, là cái phần da của con M50 này sau khi quá trình sử dụng. Mặc dù nhá, là mình cứ mỗi lần sử dụng xong là mình cất tủ là một. Thứ hai nữa, nếu mà sử dụng ở studio thì studio có điều hòa và có máy hút ẩm, thế nên môi trường ở trong studio thì mình không nghĩ nó nào cái vấn đề, hay là cách bảo quản mình nghĩ nó không phải là vấn đề. Nhưng mà các bạn có thể thấy phần da của nó bị bung này, bung toàn bộ phần da luôn, bung ra, rão ra, bong ra, nó bị bung bong rất là nhiều. Còn cái màn này có thể các bạn thấy nó hơi xước, nhưng mà mình đã dán cái lớp bảo vệ đây rồi. Thì đây là điều mình không thích lắm về cái chất lượng build của chiếc máy này. Cùng thời gian mình sử dụng chiếc máy này thì mình có một chiếc LSR nữa, cũng sử dụng từ 2019. Bây giờ cái da của con LSR đấy nó vẫn cứ ngon, nó cứ phà phá, hay như là con 6D. 6D mình sử dụng lâu lắm rồi, từ ngày bắt đầu thành lập. Giờ thì chỉ cần dán lại một chút được, nhưng mà đây thì nó còn, cái da này nó còn bị chảy ra. Khi ghép vào các mối này ấy, nó còn không vào đúng, này da là nó bị chảy, nó bị rão ra. Cho nên là mình không thích lắm về cái chất lượng build của con này. Làm job nhiều như mình thì các bạn có thể sử dụng là một là mặc cho nó một cái rig sắt, thứ hai nữa là có thể sử dụng thêm cái cover này để tránh cái tác động bên ngoài, cũng như là cầm nắm nó chắc hơn. Vậy đấy là toàn bộ những cái đánh giá của mình sau 3 năm sử dụng chiếc máy M50 trực tiếp cho cái công việc hàng ngày của bọn mình. Thì các bạn đánh giá thế nào về chiếc máy Canon M50? Mình vẫn nghĩ nó là một cái món hời trong cái khoảng giá có
hơn 10 triệu một chút thôi, nhưng mà làm được rất nhiều việc. Còn phụ thuộc vào cái khả năng trình độ cũng như là cái sự lựa chọn của bạn ở trong cái điều kiện làm việc nó như thế nào. Rồi hãy cho mình biết cái ý kiến và cái cảm nhận của bạn đối với chiếc Canon M50 này, nếu các bạn có, và nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về nó và có những nhiều câu hỏi nào khác thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video review tiếp theo. Bye.